Hello, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em Huyền Audio lại lên sóng cho toàn thể các bác đó là một trong những dòng sản phẩm Big Bio-VS mang tên thương hiệu là BS 780S. Và trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng bên em cũng đã bán rất nhiều các dòng sản phẩm này rồi. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em lại tiếp tục lên quảng cáo lại cho toàn thể các bác một lần nữa để cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được. Thì trước mặt anh em đây thì với uh, À, với dòng sản phẩm uh, mic uh, bio ớt bs bảy trăm thì nó là dòng sản phẩm huyền thoại rồi và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em có về được cho toàn thể các bác là những cái bộ mic rất là đẹp và tay tay là tay ra cá các bác nhá à, soi cho toàn thể các bác này nhìn đẹp mê đi luôn thật sự các bác là xứng đáng đồng tiền bắt gạo để anh em bỏ ra với dòng sản phẩm uh, mic bio ớt bs bảy trăm s này à, soi cho toàn thể các bác cùng ngắm vuốt cùng nhìn đúng không ạ, thật sự các bác là với những chiếc dòng uh, mic bay về ớt mà nó còn đẹp như thế này và bên cửa hàng bên em khi mua hàng thì bao giờ các bác cũng được được uh, ưu tiên ở đó là 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 tặng kèm cho anh em đó là hai đầu đít chống năn nhá, đầu đít chống năn rất là đẹp này các bác này. À, với một à, bộ mic đẹp như thế này thì các bác xứng đáng đồng tiền với gạo để các bác bỏ ra và trong cái video ngày hôm nay thì bên cả bên em cũng không làm cái video test bởi vì là có test đi chăng nữa với cái dòng sản phẩm mic này thì nó lo 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 quá bằng thừa bởi vì là tiếng của nó quá hay rồi Đấy về bên phần bên trong bên vỉ của dòng Bio này thì em khẳng định cam kết với toàn thể anh em nó là dòng sản phẩm mic Bio về ớt hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi và nó là hàng chính hãng các bác có thể soi được tem mã vạch này. Đấy. Về đầu mic thì còn rất là đẹp này. Thật sự các bác này với những cái dầu đầu mic mà nó đẹp xuất sắc như thế này thì thật sự các bác là xứng đáng đồng tiền anh em để anh em đầu tư đúng không? Kể cả từ cái tay tay mic thì bên cả bên em cũng đã thay tay và cũng đã làm mới hết cả rồi và bên cửa hàng bên em thì uh, cũng đã có một cái video là hứa là soi cho toàn thể các bác là là làm lại mic đúng không ạ làm lại mic và ngày hôm nay thì bên cả hàng bên em sẽ cho toàn thể các bác với cái giá cực kỳ tốt này cái giá chỉ có 2 triệu năm trăm nghìn một bộ hai triệu năm trăm nghìn một bộ mic ớt bs780s này à, các bác đi qua hoan hỉ ủng hộ cho gàng cái huyền đâu mà like nhá bác nào chưa đăng ký kênh thì bác nhớ đăng kênh hộ kênh của bên em đấy thì bên cả hàng bên em về rất nhiều các dòng sản phẩm mic vang và với những dòng sản phẩm hàng đẹp như thế này Thì bao giờ bên cửa hàng bên em Bán nó cũng rất là chạy thôi à, Kể cả những từ các cái đầu mic đều nó vẫn còn nguyên tem giấy bóng anh em nhé Còn nguyên tem giấy bóng Quá chất lượng luôn Mic bay về ớt 2 triệu 500 nghìn các bác nhé Quá đẹp luôn Khi mua thì các bác đã tặng được kèm tặng đầy đủ các phụ kiện uh, Đi theo cùng uh, dòng sản phẩm mic Đấy. Rất là đẹp 2 triệu 500 nghìn các bạn nhá. Mua gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá.